Hello xin chào tất cả các bạn. Chào mừng các bạn đến với Testing Fabric One. Thì uh, trong video clip này mình sẽ dành để trả lời câu hỏi liên quan đến khía cạnh là làm sao để detect the credit issue uh, và từ đó để có thể apply và chọn cái testing phù hợp uh, proper testing. Uh, cái câu hỏi của một bạn uh, đặt ra cho mình như sau đó là bạn đang uh, làm một cái uh, trong một dự án làm về attention cho một cái hệ thống X và cái test object đó đang là uh, hệ không phải là hệ thống X mà là những cái tension uh, về các cái tension được tạo ra để bổ sung các cái tính năng của hệ thống X chưa có uh, sử dụng database uh, lẫn API của X user sẽ sử dụng cái attention trên nền tảng của hệ thống X ha rồi okay. về API phụ thuộc vào external API mà X cung cấp ra bên ngoài Uh, API này đã hoàn thiện và ổn định tuy nhiên khi các Attention call các cái API này đó thì uh, thường xuyên gặp các vấn đề về API error Euro mà API đó define khi uh, gặp lỗi từ client side, vấn đề performance khi call API quá nhiều khiến user thường xuyên report câu hỏi của em là trong trường hợp này thì có thể áp dụng API Testing trên Attention được không ạ à? Uh, vì em đang băng khoăn chỗ API ở đây là của API của X Cái là hệ thống X chứ không phải là của Attention Mà đối tượng test là Attention chứ không phải là X Thêm nữa API của X đã hoàn thiện và ổn định, mong anh giải đáp giúp em Ok uh, Trong trường hợp này thì uh, mình sẽ um, Suggest bạn uh, sẽ có những cái trường hợp mà bạn sẽ cần giải quyết để có thể có được cái test approach phù hợp Mình sẽ không có thể trả lời chính xác được rằng là API testing ở trong trường hợp này nó có phù hợp hay không Và có một số trường hợp tại vì mình không phải là 11 member cho dự án của bạn nên là cần phải có thêm một số những cái information khác Và trong bài này mình sẽ given ra những cái trường hợp đó để các bạn có thể hiểu trong cái context và bạn lựa chọn đúng cái context của uh, trong dự án của các bạn đó để các bạn có thể có được cái proper testing approach à. Ok thì điều mà mình sẽ hướng dẫn ở đây đó chính là cái việc là team bạn hoặc là bản thân bạn à, là cần phải detect được cái root score và problem nó nằm ở đâu để có cái test approach nó phù hợp và từ đó nó team nên có cái adjustment hoặc là bug fixing cho nó phù hợp à. um, để có thể trả lời các ba, cho các bạn đó thì uh, mình sẽ Uh, sử dụng cái bo ở trên uh, cái tool như sau để mình vẽ ra cho các bạn uh, dễ dàng uh, theo dõi ha thì uh, ở đây cái hình uh, mình sẽ uh, giả sử như uh, cái hình chữ nhật mà mình đang vẽ ở đây nó chính là cái hệ thống x của bạn và cái test object của bạn đó chính là cái attention uh, cái attention E này ha thì bản chất đó, nó đó là khi mà cái attention của bạn nó làm bất cứ action gì với vai trò là một end user đứng ở đây ha thì bản chất là bất cứ một cái action gì uh, với cái view của end user đó, thì theo mình hiểu những gì bạn giải thích của mình á thì bản chất đó, nó sẽ là cái attention này nó sẽ đóng vai trò giống như là um, cái uh, client đó, client side và nó sẽ thực hiện những cái request đến với cái hệ thống X và hệ thống X này nó sẽ return cái response và theo mình hiểu á thì là những cái euro nó đang xuất hiện ở trên cái um, attention này những cái euro thì nó là, là được define theo cái hệ thống X thì trong trường hợp này nó sẽ có những cái um, gọi là những cái vấn đề nó có thể xảy ra ở đây nó có thể là một đó là cái hệ thống X này nó đang gặp vấn đề về performance thì nó trường hợp đầu tiên mình muốn ghi ra cho các bạn ở đây là bạn cứ phải cần cần suy cái issue nó có thể nằm ở bên hệ thống X, này. cái Euro nó nằm ở bên hệ thống X thì làm sao để có thể đi và đi ra được như vậy có nghĩa là ở đây khi mà bạn làm nhiều cái action hoặc là generate ra cái số lượng request lớn thì hệ thống X này nó sẽ cần phải đảm bảo được rằng là hệ thống X này nó sẽ có chịu được cái một cái lượng tải hay là cái theo một cách đơn giản đó đó là một cái số lượng request per second nào đó ok trong cái thực tế trong một cái dự án đó thì như bạn có giải thích đó thì hệ thống X này đã được build rồi có database có API đã được test và về mặt function nhưng mà ở đây là cái mà mình đang focus issue nó có thể là hệ thống x này nó đang bị issue về mặt performance ha performance và làm sao để mình có thể đi này thì chắc chắn là các bạn sẽ phải có thể consider ở đây nó sẽ là làm một cái nâng functional testing đó chính là về mặt load testing à, và thậm chí là các bạn cũng không cần phải thực hiện testing đâu nếu như mà um, ở trong cái môi trường development đó. Nếu mà cái issue này nó đang nó nằm ở cái vấn đề là ở môi trường development hoặc là môi trường testing hay là tạm gọi là issue mà các bạn đang gặp á, nó đang gặp ở trên môi trường non-prod không thôi thì có thể là cái hệ thống x này á nó đang được deploy ở môi trường non-prod nó chưa có thể giống như production thì có thể là khi mà bạn làm testing hoặc là bạn làm trong quá trình mà làm gì đó ở trên cái attention của bạn á thì cái số lượng request per second của system này nó nó sẽ chịu tải nhỏ hơn so với thực tế của hệ thống x này trên production nếu mà dự án này là dự án đã release in production còn trong cái trường hợp của bạn là nếu như cái dự án này đã đã được test nhưng mà nó là một hệ thống mà chưa được release mà để dạng giống như là uh, team của bạn đang phát triển cái uh, cái tension này và cái môi trường X này cũng đã ở trong cái um, giai đoạn là development phase thôi mà mỗi lần mà bạn call cái lượng request lớn mà hệ thống X nó bị issue thì các bạn có thể consider thực hiện những cái uh, bài test như là load testing uh, để có thể kiểm tra được rằng cái issue ở hệ thống X này nó có bị issue hay không ha thì ở đây uh, API testing uh, nó có sẽ có hai khía cạnh đó là về mặt À, thứ nhất đó là về mặt là functional testing là những cái testing mà sử dụng postman hoặc là những cái tool khác để có thể detect về mặt functional functional test case hoặc là những cái business case của cái service ở đây trong trường hợp đây là các cái service mà bên thế hệ thống nó expose cho cái tension của các bạn đó à, cái trường hợp thứ hai đó là về cái cạnh là test những cái nâng functional testing thì ở đây nó có thể là focus your performance testing để consider xem cái hệ thống X này nó đang có Trouble hay không Ok Tiếp theo uh, Có những trường hợp mà Các bạn cũng phải Consider Đó là ở khía cạnh là các bạn sẽ cần phải Consider là Ở đây nó, nó các bạn Mình tạm gọi đây là cái hệ thống X nó sẽ là giống như là hệ thống service hoặc là cái back end Của cái dự án của bạn ha Và cái phần Client của các bạn đó, nó có thể Mình có thể Consider nó là Client thì hồi nãy là mình có trong trường hợp đầu tiên là mình giả sử là issue nó có thể đến từ cái backend và lúc đó khi cạnh testing các bạn có thể focus vô và các bạn upload approach cái testing trong phù hợp giống như, như mình đã nói ở đây trường hợp thứ hai thì các bạn sẽ phải consider rằng là cái euro nó có đến từ cái hệ thống cái phần client hoặc là cái attention của các bạn hay không Vậy thì làm sao để có thể có những, và có những trường hợp nào thì cái issue nó đến từ cái attention uh, hoặc là cái client của uh, của các bạn ở đây thì có những trường hợp như sau ha. Đó là thứ nhất vì uh, có thể cũng có thể là vì client nó return chậm và uh, nên cái client của các bạn nó sẽ gặp issue uh, hoặc là đầu tiên nó mình sẽ lấy một trong những trường hợp mà có thể là issue đến từ cái phần attention uh, hoặc là cái phần mà uh, cái quality của cái phần attention mà nó có thể dẫn đến issue uh, Trường hợp đầu tiên mà nó có thể gây uh, issue uh, của bên phía uh, cái client của các bạn đó uh, Mình sẽ lấy màu xanh luôn cho nó dễ ha Ok Đó là trường hợp uh, khi mà client user này nó take action mà nó nhiều lần nhưng mà bên phía cái uh, cái phía Frontend đó họ uh, mỗi lần mà click uh, vào hoặc là làm bất cứ cái action gì trên attention thì bên phía front end không có những cái cơ chế gọi là giống như là freeze UI lại có nghĩa là um, những cái không có cái cơ chế là free UI lại mới biết mình ghi đúng không? freeze UI thì nó sẽ hạn chế được cái số lượng request nó phải đợi là cái submit request nó đến cái phần hệ thống X này xong đợi hệ hệ thống X này nó respond lại thì nó mới uh, cho phép user nó thực hiện tiếp action nếu như mà nó sập liên tục á thì có thể là nó dẫn đến là crash nhưng mà giống như bạn crash uh, cái 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 phần UI đó crash uh, issue đó nhưng mà giống như bạn có chia sẻ đó thì ở đây trường hợp này nó dường như là nó không có tại vì uh, bạn nói rằng là cái issue đó thì nó sẽ xuất hiện lên những cái phía cạnh là API error thì API Euro nó sẽ có nhiều trường hợp uh, Nhưng mà ở đây mình muốn nói là issue nó cũng có thể đến từ client trước ha Đó là một trường hợp Đó, Nhưng mà ở trong cái trường hợp của bạn đang nói á, Là những cái uh, gọi là API Euro Thì API Euro ở đây nó sẽ có những trường hợp gì Nó các bạn phải phân, phân định ra những cái trường hợp mà Uh, status code của cái phần API ví như system của các bạn đang focus, focus vô là RESTful API học là RAPQL, thì nó đều có những cái gọi là standard status code thì các bạn phải consider rằng uh, euro nó đang trả về theo cái uh, convention mà hệ thống X nó đã expose ra cho bên phía cái Tencent. trong trường hợp uh, cái dự án của bạn đó, thì các bạn sẽ phải consider rằng là ok uh, nó return là mã lỗi là 400 hay 500 ở đây là các bạn sẽ phải coi xem lỗi 400, 500 Nếu như những trường hợp mà mã lỗi 500 có nghĩa là đa phần là nó lỗi nó có thể đến từ hệ thống X Tại vì lúc đó service nó uh, not available cho 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 cái system bên phía tension của các bạn gọi Thì lúc đó là cái service nó đang trouble Còn hệ thống nó 400 lúc đó các bạn sẽ phải consider xem là trong lúc mà click nhiều vậy hoặc là Uh, có thể là do data nó render mà nó dẫn đến cái chuyện là crash issue Hoặc là sinh ra những mã lỗi Thì đa phần những cái lỗi mà 400 nó có thể dẫn đến là từ cái chuyện là uh, Cái phần end của các bạn đang uh, focus vô uh, Đang request nhưng mà nó đang ở cái gọi là data nó fail Thành thử ra nó sẽ là những cái mã lỗi 400, 4x Ok Và hệ thống 5x chứ không phải 500 okay. cái Ví như là những cái mã lỗi ví như là 400 rồi, rồi 403 404, uh, bốn 40, là thì các bạn sẽ phần phải, phải detect xem là cái issue nó có mã lỗi ở đâu như thế nào để có thể uh, consider để cái xem rằng là uh, lỗi có đến từ cái việc là hệ thống extension của các bạn đang coding và nó return cái system uh, uh, sai theo cái contract giữa cái phần extension và hệ thống x giống như cái câu hỏi của bạn hay không ha một trường hợp nữa có thể là uh, gây issue đó, mà đến từ cái phần front end đó là cái việc là khi mà uh, hệ thống x này nó return một cái json object với cái lựa, uh, cái sizing data lớn nó khiến cho cái việc mà attention nó phạt uh, nó extract data nó uh, xin ra lỗi thì cũng đó cũng sẽ là một trong những trường hợp nhưng mà ở trong uh, cái câu hỏi của bạn đó thì nó uh, bạn nói rằng là những cái vấn đề thường xuyên xảy ra đó là API Euro mà bên phía hệ thống X nó đã trả về thì theo kinh nghiệm của mình thì có thể là ECU nó đến từ cái việc là availability của cái hệ thống X này và các bạn sẽ cần consider để thực hiện các cái testing cho phù hợp đó là các bạn sẽ cần phải cover cái API testing ở phía cạnh là non-functional testing ở đây có nghĩa là performance testing đó còn khi mà các bạn muốn detect uh, những cái uh, cover những cái testing thì các bạn sẽ cần phải co, kiểm tra xem là nó có um, issue nó có đến từ bên phía client là cái phần mà team bạn đang focus vô cái phần attention uh, thì nó có thể những cái trường hợp như vậy. Ở đây thì uh, mình cũng có thể consider đó là team bạn có thể thay vì là côn vô hệ thống X uh, thì các bạn sẽ có thể consider đó là uh, thay vì cái attention nó côn qua hệ thống X thì các bạn sẽ có thể nói với lại team của bạn developer thì hệ thống x này nó sẽ khôn đến cái móc của hệ thống x và các bạn kiểm tra xem là các bạn khôn với lượng lớn thì hoặc là làm nhiều action trên attention thì nó có sinh ra những cái euro giống như các bạn làm hay không thì móc ở đây là nghĩa là gì có nghĩa là lúc đó bạn sẽ không côn trực tiếp vô hệ thống x mà các bạn sẽ uh, các bạn developer, các bạn sẽ sử dụng những cái tool như là móc Cool rồi hoặc là những uh, cái tool khác uh, mà xúc bọc móc để cứ gọi theo đúng cái cần uh, thì nó return cái data tương ứng nhưng mà nó đạt được một cái điều đó là uh, thay vì là hệ thống x các bạn phải phụ thuộc vô hệ thống x thì các bạn call vô với lượng request à là 100 thì cái uh, các bạn có thể control ngay trên cái móc của các bạn là nó return 100% uh, khi năm request per second uh, trong một giây uh, trong một giây đó có năm request uh, nó gội vô cái hệ thống móc thì nó đều return ra được cái giá, giá trị và các bạn sẽ kiểm tra được rằng ok vậy là vấn đề nó không đến từ cái phần uh, front end uh, phần uh, phần client của các bạn mà nó đến từ cái hệ thống x của các bạn. Đó thì đó là những gì mà mình với kinh nghiệm và những gì mà mình hiểu về cái hệ thống của bạn thì mình sẽ có những cái suggestion như vậy thì đúng gọn là ở đây là gì um, khi mà có một issue thì các bạn sẽ cần phải detect được rằng là những cái yếu tố nào nó có thể gây nên cái lỗi và tùy theo cái việc là mình xác định và mình um, áp dụng defect cluster mình khoanh vùng cái issue và khi mà chúng ta đang focus vô ở đây thì nó chỉ có hai phần thôi đó là về mặt uh, black box thì chúng ta sẽ có thấy được là cái phần Attention và cái hệ thống x thì chúng ta sẽ phải khoanh vùng giống như ở đây uh, thay vì côn của hệ thống x thì chúng ta có thể uh, côn của hệ thống móc để chứng minh được rằng là cái phần Attention của các uh, cái system của các bạn đó. nó không có cặp mà issue uh, hệ thống móc thì nó có nhiều uh, library như móc cool hoặc là wire móc ở đây thì mình có thể uh, mình viết ở đây ha móc tool hoặc là y móc là những cái tool uh, để có thể hỗ trợ cho các bạn build up uh, thay vì uh, uh, phải phụ thuộc vào hệ thống x và khi mà các bạn kiểm thử như vậy thì các bạn sẽ uh, assure rằng là chứng minh được rằng là attention của các bạn không gặp issue nếu mà trong trường hợp các bạn cần chứng minh được rằng hệ cái tension của các bạn không gặp issue mà issue nó đến từ cái hệ thống X thì các bạn có thể consider làm giống như mình suggest ha, ok đó là những gì mình suggest để trả lời cái câu hỏi dựa theo những gì mình hiểu cái câu hỏi của mình nếu như mà bạn thấy sau khi bạn nghe và coi video clip này nếu uh, bạn uh, sorry nãy giờ mình không có sâu cái để mình sẽ mở lại. Xin lỗi các bạn. Ở đây mình có ghi hai cái tool ha, tool móc cool quay uh, móc. Đây. Phần uh, khi mà để thay thế cho cái hệ thống uh, attention, cái attention của bạn clone vô hệ thống X thì các bạn có thể consider clone vô cái phần móc để chứng minh được rằng hệ thống X uh, attention của các bạn không gặp issue. Ok, đó là những gì uh, well, uh, đó là những gì mình uh, chia sẻ để có thể trả lời cái câu hỏi của bạn. Hy vọng là những gì mình chia sẻ ở đây uh, Uh, là đúng những gì mà bạn mong đợi. Còn nếu như mà vẫn có những uh, gì unclear và hoặc là bạn discuss thêm thì uh, mình rất là feel free uh, để có thể open discuss với bạn để có thể xúc uh, bọc uh, phần nào về khía cạnh testing cho, cho những trường hợp của các bạn. Xin chào và hẹn gặp lại mọi người trong những video clip tiếp theo. Hãy nhấn like và subscribe cũng như uh, Uh, để lại bất cứ bình luận của các bạn nào hoặc uh, bất cứ cái bình luận của các bạn uh, để mình uh, có thể build up uh, kênh testing for everyone uh, được lớn mạnh hơn tại vì uh, youtube sẽ suggest kênh nếu như uh, mọi người uh, cái uh, like và thích cái video clip này hoặc là uh, comment như một sự ủng hộ dành cho testing for everyone cũng như là để uh, youtube đề xuất đến uh, các bạn khác xin chào và hẹn gặp lại mọi người